Xin chào mọi người nha. Thì lâu lắm rồi mới làm lại cái video ha. Thì cái video hôm nay mình sẽ nói về cái nhược điểm lớn nhất nó hé lộ ra sau khoảng hơn năm, nó là 13.000 cây số mình sử dụng chiếc xe Apex này. Thì đó là cái nhược điểm nó nằm ở cái cặp vỏ của cái bánh xe này. Cái cặp vỏ zin của nó là cặp vỏ V-Rubber nhé, sản xuất tại Việt Nam này. Đây, cặp vỏ zin nó là hãng Honda sử dụng cặp vỏ V-Rubber. Thì trong lúc đầu sử dụng rất là ổn định ha, nhưng mà cỡ khoảng 12-13.000 cây là bắt đầu nó lộ ra nhược điểm, đó là bắt đầu nó ăn đinh rất nhiều. Thì cái bánh trước thì không bị, nhưng mà bánh sau nè, bánh sau ăn một lần là 3 cái đinh luôn, mình phải đi giá lùi hết 3 chỗ. Nhưng mà giá lùi nó không có đảm bảo được, cái nó không có giữ hơi được. Thì mình cái vấn đề đó hôm qua lúc anh đi làm về thì sáng chạy bình thường, nhưng mà để xe tới chiều 4-5 giờ á thì xe nó xì hết bánh luôn, xe nó xì hết hơi luôn, còn đi được ha. Lúc đó thì mình chở thêm, hôm qua mình chở thêm một người, thì chạy cỡ khoảng 1-2 cây xe nó xì hết luôn. Thì mình mới ráng chở bạn đó tới về nhà nó, xong rồi mình bơm lên mình đi đỡ, bơm tới giờ luôn thì đầu nó bắt đầu nó mềm mềm lắm rồi, nó nghĩa là xe cái bánh này nó không có giữ được hơi nữa, và bắt đầu nó sẽ có tình trạng là lồi lõm u cục ha. Các bạn thấy không, rất nhiều cái chỗ mà nó cái bánh nó bị u lên ha. Ba lỗ gần nhau nè, đó, đây là một lỗ nè, mình vé lùi nè. Đó, bánh xe ở trong nó nứt răng cưa hết. Đây thêm lỗ nữa nè. Đây lỗ nữa là 3 lỗ ha. Rồi để mình quay bên trước cho bạn coi ha. Trong ha. Ở bên trước của nó nè. Đây, tự nhiên không ai đụng chạm gì ung cục. Ung cục trong bát lửa như có chữa nè. Rồi xe nó không giữ được hơi nữa. Mình mềm xèo à. Nói tuần nào mình cũng bơm hết nhưng mà nó mềm, nó không giữ được hơi ha. Thì đây là chính là cái nhược điểm sau khoảng 12-13.000 cây số sử dụng xe nha các bạn. Thì tới lúc này các bạn thay cái vỏ xe được rồi ha. Đây, nó nứt đi. Thì mình sẽ tính là thay một cặp vỏ Michelin như ha. Giá của nó cũng hơi cao xíu. Các bạn nào không có điều kiện thì các bạn sử dụng vỏ đun lớp cũng được ha. Để khi nào mình thay xong mình sẽ làm video mình đánh giá cho các bạn coi ha. Cái này cũng u rồi, nứt cái tùm lum hết, nó u lên. Mới mua xe vậy các bạn luôn nên thay luôn cặp vỏ này ha. Anh không có thì giống như mình nè, chạy cỡ 10 mấy ngàn cây mình thay được rồi. Thì lúc này vỏ xe nó cũng nó mòn quá rồi ha. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau ha.